Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng ấy. Chư tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ, chư tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai, chư tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ làm thế ấy. Supatipanno Phagavato Savakasangho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Ujjupatipanno Phagavato Savakasangho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Nyayapatipanno Phagavato Savakasangho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn là an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sāmi cippatippanno Phagavato Savakasangho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu theo phép giới định tuệ. Yadidhaṃ cattāri purisayukkāni. Tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đắc đạo cùng quả Tu Đà Hường, tăng đã đắc đạo cùng quả Tư Đà Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A La Hán. Attha-purisa-pukkala. Tăng nếu đếm chiếc thì có tám bậc. Tăng đã đắc đạo Tu Đà Hường, tăng đã đắc quả Tu Đà Hường, tăng đã đắc đạo Tư Đà Hàm, tăng đã đắc quả Tư Đà Hàm, tăng đã đắc đạo A Na Hàm, tăng đã đắc quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo A La Hán, tăng đã đắc quả A La Hán. Esa Phagavato Savakasangho. Chư tăng ấy là bậc thinh văn đệ tử Phật. À hù này vô, các ngài đang thọ lãnh tư vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến cúng cho người có giới hạnh. À hù này vô, các ngài đang thọ lãnh vật dụng mà tinh thi để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem dân cúng các ngài. Đặc khi này vô, các ngài đáng thọ lãnh của tinh thi tình lý nhân quả đem đến dân cúng. Anjalikaraniyo. Các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang punyakettang lokassati. Các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thảnh kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Con đem hết lòng thảnh kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo, là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cuối xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ tất cả bảo tháp, ngọc xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ tất cả bảo tháp, ngọc xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ tất cả bảo tháp, ngọc xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 28 vị chánh biên trì, 12.000 vị chánh biên trì và 500.000 vị chánh biên trì. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên trì ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của các bậc chánh biên trì mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy đều diệt tận. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 55 vị chánh biên trì, 24.000 vị chánh biên trì và 1 triệu vị chánh biên trì.
con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy đều diệt tận. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh biến tri, 48.000 vị chánh biến tri và 2.000.000 vị chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy đều diệt tận. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ga. Con kính lễ Phật Bảo, con kính lễ Pháp Bảo, con kính lễ Tăng Bảo. Dạ, con kính chào, con kính lễ sư Thanh, sư, ủa, có sư Thanh Tâm trong đây không? Dạ, con kính chào sư Thanh Tâm, dạ con thấy sư, dạ con kính chào sư Nguyên Thông. Dạ, con kính chào đạo tràng, dạ con thấy bàn tay của sư, dạ con kính mời sư ạ. Yeah. À, mô Phật, con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. À, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào Thầy Kinh và kính chào Đạo Tràng. À, kính thưa quý vị, bây giờ mời một vị lên thọ Tam Quy Ngũ Giới tóm tắt thôi nha. Rồi thỉnh Sư Nguyên Thông truyền Tam Quy Ngũ Giới ạ, tại vì Thầy Kinh đã đến rồi. Rồi mời mời Mỹ làm luôn đi Mỹ, hết giờ rồi nha. Ừ. Oh, yeah. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ga. Giá và hồi nãy tụi con các bạn thảo với nhau là hôm nay cho chị Kỳ Anh lên đại diện. Chị Kỳ Anh là chị có đó không chị? Cho bàn tay của chị ạ. À. Chị Kỳ Anh không thấy chị Kỳ Anh. Vậy là con xin đại diện đạo tràng xin thọ chị Tam Quỳ và Ngũ Giới ạ. À. Dạ xin lỗi cho con dạ sách. Xin mời đạo tràng cùng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Ô kha sa ma yang phan te vi sum vi sum rang kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma tu ti yam pi ma yang phan te vi sum vi sum rang kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma ta ti yam pi ma yang phan te vi sum rang kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Dạ con kính thỉnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ đạo tràng chúng con thân tâm thanh tịnh. Dạ kính mời sư truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con ạ. À. Dạ. Dạ, con tuân lệnh sư phụ Thanh Tâm truyền trao quy giới cho hàng Phật tử có mặt trong room. Nam mô ta sa Phật-a-wa-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-a-tha-sa Nam mô ta sa Phật-a-wa-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-a-tha-sa Nam mô ta sa Phật-a-wa-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-a-tha-sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật A-ra-ha-tô, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật A-ra-ha-tô, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật A-ra-ha-tô, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bua đa hăng xá ra năng gà cha mi đa hâm măng xá ra năng gà cha mi sang gà hăng xá ra năng gà cha mi đưa ti giảm bi bua đa hăng xá ra năng gà cha mi đưa ti giảm bi đa hâm măng xá ra năng gà cha mi đưa ti giảm bi sang khờ hăng xá ra năng gà cha mi ta ti giảm bi bua đa hăng xá ra năng gà cha mi ta ti giảm bi đa hâm măng xá ra năng gà cha mi ta ti giảm bi sang gà hăng xá ra năng gà cha mi.
Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ Đức Phá Ca Qua đó, Ngài là Bậc A-ra-hăng cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do Ngài thử ngộ không thầy chỉ dạy. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ca Qua đó, Ngài là Bậc A-ra-hăng cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do Ngài thử ngộ không thầy chỉ dạy. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ca Qua đó, Ngài là Bậc A-ra-hăng cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do Ngài thử ngộ không thầy chỉ dạy. Bhuthang Saranang Gacchami Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Tutiyampi Dhammang saranang gacchami, Tutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tisarana kahanang paripunang pháp quy tam bảo toàn đủ chỉ có bấy nhiêu pa na ti pa ta về ramani sika badang samadhiya mi adinna dana về ramani sika badang samadhiya mi kame sumicha chara về ramani sika badang samadhiya mi musa vada về ramani sika badang samadhiya mi sura me raya macha pama dathana về ramani sika badang samadhiya mi con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh, con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự trộm cắp, con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự tà hạnh, con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự nói dối, con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Amapante Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Kame Sumicchachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Surame Rayamachappamadathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Thế Tôn có dạy rằng Imani pancha sikha bada nissa dukkan kato apa madena nicca kalang sammara kitabang chư thiện tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngụ giới nơi tam bảo, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời.
chẳng nên dễ vui. À ma phàn tê. Thế Tông có dạy rằng Sile na sugatin yang ti Sile na phong ka sambada Sile na nít buôn ti yang chi ta Na si răng vi so thát dây. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhớ. Sa đu sa đu sa đu lành thay. Dạ, thay mặt đạo tràng con và đạo tràng kính chư ân sư Nguyên Thông đã truyền tâm quy và nguyên giới cho chúng con ạ. Dạ, kính thưa đạo tràng, xin đạo tràng cùng con sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Uttamange na vandehang padapam suvaruttamang buddheyo kalito doso buddho kamatutang mamang uttamange na vandehang dhamman chaduvidhang varang dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamang uttamange na vandehang sanggan cha duvidottamang sanggeyo kalito doso sanggo kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo là Pháp Học và Pháp Hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Dạ, một lần nữa chúng con xin tri ân sư Nguyên Thông đã truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con. Dạ, xin thỉnh sư Nguyên Thông phúc chúc cho chúng con trước khi chúng con vào lớp học ạ. Sakkatva buddharatanang o sathang o tamang varang hitang de vamanusanang buddhate che naso thina nasang tupadava sabbe dukha vupasamang tute Sakkatva thammaratanang o sathang o tamang varang parilahu pasamanang thammate che naso thina nasang tupadava sabbe phaya vupasamang tute Sakkatva sankharatanang o sathang o tamang varang ahuneyang pahuneyang sankhate che naso china nasang tupadava sabbe roga vupasamang tu te. Cho tất cả điều nguy khổ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Cái. Dạ, 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 kính thưa sư bị rớt mất rồi sư ơi. Dạ, con xin truyền mất lại cho sư ạ. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật. Nhờ lòng tôn kính, Phật Bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp. Nhờ lòng tôn kính Pháp Bảo như món linh dược quý cao là Pháp trấn tịnh điều phiền não, xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng. Nhờ lòng tôn kính Tăng Bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và quan nghinh tôn trọng, siết tham át thu siết tham át thu siết tham át thu y đăng pha lăng Etasmin ratanata yasmin sampasada necheta so, cầu xin cho quả của tâm tinh thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Ga Gia. Dạ, Mỹ mời chị Nguyên Như, chị Nguyên Trang lên thỉnh pháp sư ạ. À. Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Ga Gia. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính chào thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ, con kính mời đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dhammadasana ya jagatha Brahma chalo kathi pati saham pati katan chali aham thiwarang aya chatha santi thasat tat barachap chakati ka de se tu thammang anukam pimang bachang sat thamma ve vin vinayan chakayam sut tần cha bần thầm a phi thầm ma chậm mong a cô ta dành tổ cha tu sa cha đần đằng bắp bồ tha này về ba ri sa ya mắt chê. Dạ, chúng con kính thỉnh thầy kinh đăng đàn giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, con kinh trao mít lại cho thầy. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Ga Gia. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong room và thân chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài về cảnh. Thì rồi anh đi học tới số 14 rồi quý vị. Cảnh 14 hả? Sau cảnh pháp hả? Ok, số 14. Rồi, ok. Hôm nay chúng ta tiếp tục ha. Trước khi vào buổi học cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tấn Tắc. Arahang sama sambutho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ apivādemi svākkhyāto bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi supatipanno bhagavato savakasangho saṅghaṃ namāmi Sama sambuddhamatulang sasattham maganuttamang apivadiyapasesang apithammattasangham. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Ga Gia. Rồi, hôm nay chúng ta cũng như thường lệ ha, đọc Pali trước và sau đó chúng ta đi vào bài học. Thì cũng có cô Tina đã có hỏi cái room vi diệu pháp cơ bản đó. Thì viết sao cho đúng để mà cô vô được Nguyên Như gì chỉ giùm nha. Nguyên Như này cho Nguyễn chỉ cho cô Tina cái room mà chủ nhật á, room buổi chủ nhật. Rồi, ok, cả gì Tina là lấy cái information bên Nguyên Như nha. Rồi bây giờ mời quý vị cùng nhau lên đọc Bali trước ha. Dạ, một dạ con xin phép được đọc trước, nãy giờ chị đang chờ không thấy hết. Con xin bắt đầu. A lam bana sangha ho toát yếu về đối tượng cảnh đoạn 3. Dua ra viên mút ta năng chapana patik sam thi phá văn ga chú ti sangha ta năng chap phiết đăng pi giá tha sam phá văn
Ye phui ye na pha văn ta re chăng đoa ra ha hít tăng pháp chúp pa năng a tí tăng pan nha tí phu tăng và cầm măng cầm ma nít mít tăng ga tí nít mít ta sam ma tăng a lâm ba năng hô tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Sorry, phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sinh. Tê su chắc thu viên nhà na đi ni giá tha cam cá măng ru pa đi e kê ta lâm pa na nê vá ma nô tha tú tiết căng pa na ru pa đi pan cha lâm pa năng sê sê ni cam ma vá cha na vi pa ca ni ha sa na chít tanh cha thi sam bát tha pi cá ma ca ma vá cha ra lâm pa na nê vá. Trong những loại tâm này, nhãn thức tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương, nhưng ba thành phần tâm lý ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại, và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, con đã đọc xong, xin mời người kế. Dạ, mô Phật, sa thú sư Nguyên Thông. Bây giờ sư xin đọc bài Alambana Sangaho, tóm yếu về đối tượng cảnh, đoạn 3, Đoara Quý Bút Ta Nhanh Chá Bana Ba Tí Sang Thí Phá Hoành Gá Chú Tí Sang Kha Ta Năng Chá Bí Thăng Bí Dạ Tha Sam Bá Hoàng Dê Bút Dê Ná Bá Hoàng Tề Ra Cha Đò Ra Gá Hí Tăng Bách Chúc Bành Năng A Ti Tăng Bành Nhá Tiếp Phu Tăng Hoà Cầm Măng Cầm Má Mí Ní Tăng Gá Tí Ní Mít Tá Sam Má Tăng A Lâm Bá Năng Hồ Tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tê su chắc khu quinh nhà nà đi ní giá tha la măng ru ba đi kê la ca lâm ba na nê quá Mano tha tút tích căng bá na ru ba đi pan cha lâm bá năng sê sa ni ca ma wa cha ra vi pa ca ni ha sa na chít tan cha ti sap ba tha pi ca ma wa cha ra lâm bá na we na. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại, và nếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Bộ Phật, sư kính mời vị kế tiếp nha, Bộ Phật.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Gai. Con kính lãnh lễ quý sư, con kính lãnh lễ quý Nico, con kính chào đạo tràng. Dạ, con kính chào thầy kinh, con xin đọc trả bài. A lâm ba na sang ga ho, toát yếu về đối tượng cảnh đoạn ba. Đoà ra quy mút tà năng, cha ba na ba ti sang đi, pha hoàn ga cút. Kuti sang kha ta nang chapit tham pi yatha sam ba wang ye ye pu ye na fa wan ta re cha toa ragati tang pachup pan pan nang ati tang panya panyati phu tang wa khang mang khang mani mít tăng gati ni mít ta sam mát tăng a lâm ba năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn, thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sinh. Tề su chắc khu huynh nhà nà đi ní giác thắc ca mặn rù bà đi ê kê kà lâm ba nà nê quá ma nô tòa tút tí khẳng ba nà rù bà đi phàn trà lâm ba nặng xê xà ni kha kha mạ vá chá ra vi bà kà ni há sá na chít tàn trà tí sáp bá thà bí kha mạ vá chá ra lâm ba nà nê vá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân. Nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại, và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ. Kính cảm ơn cô Châu Nguyễn post bài. Dạ. Xin mời Nguyễn Trang. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con kính chào thầy kinh ạ. À. Dạ, con xin đọc bài. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. A lâm bá ná sằng cá hồ, toát yếu về đối tượng cảnh đoạn 3. Đoà ra quyết mút tà nành cha bá ná bá tí sàn thi phá hoành cá chú tí sàn khà tà nằng chắp bí thầm bi gia thà sầm phá hoàn về phiêu về na phá hoàn ta rề cha đoà ga cha đoà ra ga hí tằng bắt chấp tàn năng a tì tằng bành nhất. Dạ con sorry trả bài thôi con mất tiêu rồi. Bành nhất tì phù tằng và cầm măng cầm mani mít tăng gati ni mít ta sầm ma tăng à lầm ba năng hồ tí. Đối với những loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn, thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề su chắc khu huynh nhà nà đi ni giác thắc ca măng rù bà đi ê kê ca lâm bá nà nê quá mô thà tút tí cầm
banaru pa di pancha lambanang se sa nikama wacara vipaka nihasana cittan cha tisappatha bikama wacara lambana neva. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, như ba thành phần tâm ý giới. Có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng tương hoàn toàn thuộc. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ cảm ơn sister Châu Nguyễn đã post bài. Dạ con kính cảm ơn thầy kinh. Dạ con xin xuống mic ạ. Kính mời bàn tay của Giang Nhất Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông, kính chào thầy kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Lầm Ba Na Sằng Ga Hồ, tác yếu về đối tượng, cảnh, đoạn 3. Đòa Ra Vi Mút Tà Nằn Chabana Bati Bati Sành Thi Phá Hoành Ga Chú Tí Sằng Kha Tà Nằn Bi Thầm Bi Gia Thà Sầm Phá Hoàng Dề Phì Dề Nắp Phá Hoàng Ta Rề Chát Đòa Ra Gá Thi Tăng Bát Chúc Bành Năng Á Tì Tăng Bành Nhá Tí Phù Tăng Hòa Cầm Măng Cá Ma Ni Mít Tăng Gá Tí Ni Mít Ta Sầm Bá Nạ Sầm Má Tăng A Lầm Bá Năng Hồ Tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp, mử, bất luận đối tượng nào trong 6 đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn, các đối tượng này được bám vào xuyên qua 6 căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề su chắc khu huỳnh nhà nà đi ni gia thà ca măng rù bà đi ê kê ca lầm ba nà nê quá ma nô thà tu kít căng ba nà rù bà đi bành cha lầm ba năng xê xà ni ca mà quá cha ra quý bà ca ni ha xá na chít tành cha tí sắp ba thà Bika ma wachara lambana newa. Trong những loại tâm này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương, vân vân. Nhưng ba thành phần tâm, ý giới, có năm đối tượng như hình sắc, vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ con đã đọc bài xong. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Mời Sĩ Nguyên Như ạ. Bắt một bức thai giá. Dạ con xin đọc bài ạ. Lầm Bá Ná Sằng Gá Hồ, toát yếu về đối tượng, cảnh, đoạn 3. Đòa Rá Quý Mút Tà Nằm Chá Ná Bá Tí Sằng Thí Phá Quá Gá chú tí sằng khà tà nàng chấp bí thầm bí giá thà sầm phá hoàng dề phùy dề ná phá hoàng tá rề chá đòa rá gá hí tằng bách chúp bành nàng á tì tằng bành nhất tí phù tằng hòa cầm mằng cầm má ni mít tằng gá tí ni mít tá sầm má tằng à lầm bá nàng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong 6 đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua 6 căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh.
tề su chắc khu huỳnh nhà nà đi ní giáp thà cà mặn rù bà lý ê kề cà lầm bá nà nề quát má nô thà tút tí cằn bá ná rù bà lý bành trà lầm bá nằng xề xà ní cá mà quá trá rá quý bà cà ní há xá ná chích tành trà tí sắp bá thà bí cà mà quá trá ra lầm bá nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm, ý giới, có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm, có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân cho Nguyễn Đa Bốt bài. Dạ, con kính tri ân thầy Kinh. Dạ, con xin nhường mic cho chị Nhung ạ. Dạ, alo. Alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Con kính chào thầy Kinh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. À làm ba na sàng ga hồ toát yếu về đối tượng. Cảnh đoạn 3. Đoà ra huy mút tà nành cha ba na ba ti sàng thi pha hoàng ga chú ti sàng khà tà năng. Cha bi thầm bi giác thà sầm pha hoàng dê phùy dê na pha hoàng ta rê. Cha đoà ra ga hi tăng bách chúc ba năng a ti tăng bành nhất ti phụ tăng hoa cầm măng cầm ma ni mít tăng. Gati ni mít ta sầm ma tăng a lâm ba năng hồ tít. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề su chắc khu quỳn nhà nà đi ni gia thắc ca măng rù bà đi ê kê ca làm ba nà nê quá. Ma nô thà tu ti càng ba nà rù bà đi bành cha làm ba nàng. Sê sa ni ca ma wa cha ra quy ba ca ni ha sa na chi tành cha ti sắp ba tha. Bi ca ma wa cha ra lam ba na nê wa. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương, vân vân, nhưng ba thành phần tâm, ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Xin cảm ơn Trung Nguyễn Đa Bớt bài. Dạ con kính tri ân thầy. Dạ kính nhân đạo tràng đã lắng nghe. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn, dạ con cảm ơn Sư Nguyên Thông, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài. À làm Bá Ná Sằng Ga Hồ toát yếu về đối tượng cảnh đoạn 3. Đoà ra quý mút tà nành cha pa na pa ti sành thi pa hoành ga chú ti sành khà tà nành cha bi thầm bi ya thà sành pa hoành
Ye phi ye na pa wan ta re cha đoà ra ga hi tăng bác cho bàn nằm a tì tăng bàn nhắc tí phù tăng hòa cầm măng cầm ma ni mít tăng ga tí ni mít ta sầm ma tăng a làm ba nàng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong 6 đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua 6 căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề xu chắc khu huỳnh nhà nà đi ni giá thắc ca măng rù bà đi ê kê ca lầm ba nà nề quá ma nô thà tút tí càng ba ná rù bà đi bành trà lầm ba nàng xê xà ni ca mà quá chá ra quý bà ca ni há xá ná chít tành trà tí sắp ba thà bít ca mà quá chá ra lầm ba nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc, hay thinh, hương, vân vân, nhưng ba thành phần tâm, ý giới có 5 đối tượng như hình sắc, vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con giờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, do Nam mô Thầm mà do Nam mô Sàng Khai giá giả con kính đảnh lễ sư Tâm Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông và con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Dạ con xin chào bà. À lầm ba na sằng ca hồ toát yếu về đối tượng cảnh đoạn ba. Đò ra quýt mút ta nhành cha ba na ba ti sàn thi pha hoàn gát chút ti san cha ta năng chấp bi tham bi ya tha sam pha hoàn ye phù ye na pha hoàn ta tự ta về cha đoà ga cha đà ra ga ti tăng bất chung bằng năng a ti tăng ga ti mít ta sam ba tăng a làm ba năng hầu tí. Đối tượng với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hậu kiếp, tử, bất luận đối tượng nào trong 6 đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua 6 căn môn thuộc về kiếp sống khác trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc là một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tê su chắc khu huỳnh nhà đà đi ni gia thát ca măng rù bà đi ê kê ca cà lầm ba nà nê quá ma nô thà tu tích cằn ba ra rù bà đi bành cà lầm ba nặng xê xà ni ca mà quá chát ra quýt bà cà vi ha sa na chít tần trà ti sắp ba thà bề cà mà quá cha ra lầm ba nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức tùy trường hợp có những đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm lý ý giới có 5 đối tượng như hình sắc,
những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại, và nếu sanh và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, con xin trong mít cho vị kế tiếp. Cảm ơn trong những đăng tài. Nam mô Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sa Khai. Sa thú, sa thú. Quý vị nghe rõ và alo. Quý vị càng ngày đọc càng giống nói theo kiểu siêu nguyên thông, siêu sao. Đọc siêu sao. Đọc Bali số 1. Rồi, trước khi học tiếp bài học, xin mời cô Quy Như lên đọc cái bài từ rồi lại, trình bày cái bài từ rồi cho nó có cái trớn để chúng ta bắt tiếp học. Rồi, xin mời Quy Như nha. Dạ, con tuân lệnh của thầy. Tuần rồi là ngày September 25th. Tháng 9 ngày 25, nhóm D từ 13 cho tới 14, số 13, cảnh danh pháp. Nam Ramana, chi pháp gồm có tâm, tâm sở và niết bàn. Biết nhất định, có 46 tâm, 40 tâm siêu thế, cộng với 3 thức vô biên xứ, cộng với 3 phi tưởng phi tưởng xứ. Biết không nhất định có 43 tâm, 41 tâm dục giới, trừ ngũ song thức và trừ ba ý giới, cộng với hai tâm thông. Tổng cộng có 89 tâm, 46 tâm nhất định và 43 tâm biết cảnh danh pháp bất định hoặc là không nhất định. 14 cảnh sắc pháp, Rupa Ramana chi pháp có 28 sắc, gồm có 4 sắc tứ đại và 24 sắc y đại sinh, phân làm hai là sắc thô và sắc tế. Sắc thô có 12, gồm 5 sắc thần kinh và 7 sắc cảnh giới. 5 sắc thần kinh gồm có sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. 7 sắc cảnh giới thì gồm có sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc thì gồm có đất, lửa và gió. Sắc tế có 16 nước, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không, 2 sắc biểu tri, 3 sắc đặc biệt và 4 sắc tứ tướng. Biết nhất định có 13 tâm, gồm có ngũ song thức và 3 ý giới. Biết không nhất định có 43 tâm, 41 tâm dục giới và 2 tâm thông. Tổng cộng có 56 tâm, 13 tâm biết nhất định và 43 tâm biết bất định. Dạ, con đã đọc xong, con xin dâng mít lại cho thầy ạ. Xa thứ. Như vậy là chúng ta học lên số 14 là cảnh sắc pháp ha. Và xong là cái nhóm D. Đúng rồi, học xong cái nhóm D. Rồi bây giờ chúng ta bước qua nhóm Y, hoặc là nhóm E. Nhóm E từ 15 đến 17. Từ 15 đến 17. Nhóm đi từ 15 tới 17. Vậy xuống dòng ha, số 15, cảnh quá khứ. Cảnh quá khứ. Atitaramana, cảnh quá khứ. Atitaramana, cảnh quá khứ.
xuống dòng chi pháp hai chấm, tâm, tâm sở, sắc, đã diệt, đã mất. Tâm, tâm sở, sắc, đã diệt, đã mất. Rồi, như vậy đây là nói về cái cảnh thuộc về quá khứ, tức là những cái gì mà nó đã qua rồi, nó đã diệt đi, nó đã mất đi. Chẳng hạn những cái tâm mình nó đã sanh lên rồi nó đã mất đi, những tâm sở cũng vậy, và những cái sắc pháp, những cái sắc nào nó sanh lên rồi nó diệt đi, mất đi, thì những cái cảnh mà đã mất đi, mà đã biến mất không còn nữa thì được gọi là cảnh quá khứ. Đó là định nghĩa cho chúng ta thấy ha. Rồi, và biết nhất định có sáu tâm. Biết nhất định hai chấm có sáu tâm. Biết nhất định có sáu tâm, tức là có sáu tâm biết được cảnh quá khứ, tức là biết được cái cảnh đã qua, đã đi mất, đã diệt mất. Biết nhất định như vậy là khi mà nói tới nhất định, tức là chỉ có sáu tâm này là biết cảnh quá khứ nhất định, là ba thức vô biên xứ. Ba thức vô biên xứ cộng ba phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Ba thức vô biên xứ cộng ba phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Như vậy, ở đây chúng ta nói là về cái sự biết nhất định cảnh quá khứ, tức là biết về những cảnh đã qua có sáu loại tâm này. Thứ nhất là ba cái loại tâm thức vô biên xứ. Ba cái tâm thức vô biên xứ này tại sao nó biết cảnh quá khứ nhất định quý vị? Tức là tâm thức vô biên xứ, tại sao nó biết cảnh quá khứ nhất định? Rồi, đúng vậy, xà thú, bởi vì ba cái thức vô biên xứ này nó bắt cái tâm không vô biên xứ làm đối tượng để nó tu tập thức vô biên xứ. Thành ra cái tâm thức không vô biên xứ nó là cái tâm thuộc về quá khứ, nó đã qua, đã mất, đã diệt rồi. Rồi ba cái thức vô biên này bắt cái cảnh đó làm đối tượng duy nhất để tu tập, để chứng được thiền thức vô biên xứ. Vì như vậy ba thức vô biên xứ này biết cảnh quá khứ một cách nhất định, là chỉ có biết cái là cái không vô biên xứ một cách nhất định, là cho nên ba thức vô biên xứ này biết nhất định một cách cảnh quá khứ một cách chắc chắn. Đó là ba thức vô biên xứ. Rồi ba phi tưởng, phi phi tưởng xứ là sao đây? Ba phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Bắt vô sự xứ đã đài. Rồi, ok, tức là ở đây là ba cái phi tưởng, phi tưởng xứ này nó bắt cái tâm không vô biên xứ, nó bắt cái tâm vô sự xứ, vô sự xứ đã diệt mất, nó bắt cái trạng lại, nó bắt lại cái tâm đó để nó làm đối tượng, để nó tu tập thành tựu được thức phi tưởng, phi tưởng xứ. Cho nên như vậy chúng ta có được sáu cái loại tâm biết được cảnh quá khứ nhất định, là ba thức vô biên xứ và ba phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đó là cái vấn đề mà biết cảnh quá khứ nhất định đó, có sáu tâm là ý nghĩa nó là như vậy. Rồi quý vị nắm được ok không? Tất cả quý vị có ok không, nắm được không? Rồi tiếp ha, rồi mình biết nhất định ha, rồi giờ biết không nhất định có 43 tâm.
biết không nhất định có 43 tâm. Biết không nhất định có 43 tâm. 41 tâm dục giới, 41 tâm dục giới trừ ngũ sân thức và ba ý giới. 41 tâm dục giới trừ ngũ sân thức và ba ý giới. Cộng 2 tâm thông. Cộng 2 thông. Bốn mươi mốt tâm dục giới trừ ngũ sân thức và ba ý giới cộng hai tâm thông, thì như vậy chúng ta có được 43 tâm biết cảnh quá khứ nhưng mà không nhất định, tức là không có nhất định nó phải biết cảnh quá khứ, bởi vì 43 loại tâm này nó biết quá khứ là một, nó biết hiện tại, nó biết luôn cả tương lai luôn. 43 loại tâm này nó biết cả ba thời luôn. Cho nên nó không những chỉ biết quá khứ mà nó biết hiện tại, vị lai, nó biết chân đế, tục đế, nó biết tùm lum hết. Cho nên nó biết cảnh quá khứ được gọi là không nhất định là cái lý do như vậy. Tức là nó biết luôn cả những cái vấn đề khác ngoài cái quá khứ ra. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta hiểu biết là nó biết không nhất định là như vậy. Rồi cái gì nắm được không? Học tới đây là nhìn nói sơ là thì mình hiểu ra không? Nói sơ là cái mấy lần trước là có giảng hết ha. Được chưa? Nắm được chưa? 43 tâm biết cảnh quá khứ là không nhất định là lý do, bởi vì nó biết quá khứ và nó biết luôn cả những vấn đề khác luôn ngoài ra. Thì như vậy là ghi ra chưa? Rồi, đúng rồi đó. Xà thấu ra. Rồi, như vậy là nắm được ha. Rồi, tổng cộng mình có nhiều? Nhất định có 6 tâm và không nhất định có 43. Thì tổng cộng chúng ta có 49 tâm biết cảnh quá khứ, nhất định và không nhất định. Rồi, okay. Tổng cộng chưa? Tổng cộng. Rồi ha, là mình có được 49 tâm. 6, 4, 3, 4, 49 ha. Rồi xuống dòng chúng ta đánh cái bông đồ dòng ha. Đánh bông đồ dòng. Trong lộ phản kháng đạo quả siêu thế Niết Bàn. Trong lộ phản kháng đạo quả siêu thế và Niết Bàn. Phải. Trong lộ phản kháng đạo quả siêu thế và Niết Bàn. Tuy do nhớ lại Niết Bàn đã tác chứng. Tuy do nhớ lại Niết Bàn đã tác chứng. Tuy do nhớ lại cảnh Niết Bàn đã tác chứng. Phải. Nhưng cảnh Niết Bàn này không gọi là cảnh quá khứ. Nhưng cảnh Niết Bàn này không gọi là cảnh quá khứ. Vì không sanh không diệt.
nhưng cảnh niết bàn này không gọi là cảnh quá khứ vì không sanh cũng không diệt. Rồi, như vậy trong cái vấn đề này, tức là một người mà chứng đắc đạo quả xong, người ta mới phản kháng tâm lại, để ta nhớ lại cảnh niết bàn, ta hưởng lại cảnh niết bàn. Thì mặc dù là họ nhớ lại cảnh niết bàn đã chứng ngộ như vậy, nhưng mà không thể xếp nó vào một trong cái cảnh gọi là cảnh quá khứ được. À, bởi vì niết bàn nó không phải là cái cảnh như cái cảnh dục giới của mình, không phải là có những cái cảnh mà mình nhớ lại chuyện này chuyện kia, cảnh có sanh có diệt, mà niết bàn nó là một cái trạng thái vô sanh bất diệt. À, cho nên chúng ta không có xếp nó vào trong cái cảnh quá khứ. À, cho nên đây là vấn đề chúng ta cần phải biết. Niết bàn là pháp mà vượt ra khỏi ngoài thời gian ha. À, niết bàn không có nằm trong cái vấn đề mà sanh tử, vấn đề mà sanh diệt của các pháp vô vi, vượt ra ngoài khỏi thời gian như vậy. À, đó là lý do chúng ta cần lắm ha. Không phải trong cảnh quá khứ. Rồi xong ha, xuống dòng đánh qua thị tiếp vấn đề khác nữa. Hai tâm thông là nãy mình nói về hai tâm thông á. Hai tâm thông ở đây chủ yếu là túc mạng thông. Hai tâm thông ở đây chủ yếu là túc mạng thông. Hai tâm thông, tức là đây nói là chủ yếu là túc mạng thông, tức là nhớ lại những cái đời sống quá khứ. À, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp là do cái hai tâm thông này sử dụng để mà sống nhớ lại cảnh quá khứ, à, bắt về cảnh quá khứ. Đó là hai tâm thông, chủ yếu là túc mạng thông. Chưa quý vị nắm được chưa? Rồi ha, rồi bây giờ chúng ta xuống tới số 16. Cảnh hiện tại là mình cảnh quá khứ mình đã qua rồi ha, giờ mình qua tới cảnh hiện tại. Rồi cảnh hiện tại bắt chấp bành nhà rầm mana, bắt chấp bành nhà rầm mana. Rồi, chi pháp hai chấm, tâm sở, sắc, đang có, đang hiện bày. Tâm sở, sắc, đang có, đang hiện bày. Tức là ở đây nói về cái những cái pháp như tâm hay là tâm sở hay là sắc pháp, những cái vấn đề đó nó đang hiện bày, nó đang có trước mặt, à, để cho tâm nó biết được cái cảnh đó. Thì là như vậy là những cái cảnh đó được gọi là cảnh hiện tại, tức là cảnh đang trong lúc đó. À, cho nên là như vậy, thường hay hành cái niệm xứ mình hay nói là về bắt những cái cảnh đang trong hiện tại, hay sống trong hiện tại. Thì như vậy vấn đề là chúng ta biết là cảnh hiện tại là những cái cảnh như vậy, và những cái tâm sở thì tâm mình sanh lên nó đang sanh như vậy, đó là một cảnh hiện tại. Hoặc là tâm sở hoặc là những cái sắc pháp nó đang sanh như vậy, đó là cảnh hiện tại. Thì xuống dòng biết nhất định hai chấm, có 13 tâm. Biết nhất định có 13 tâm. Biết nhất định có 13 tâm. Ngủ song thức cộng 3 ý giới. Ngủ song thức cộng 3 ý giới. Rồi, ngủ song thức
là gì quý vị? Ngủ xong thức là cái gì? Là ngủ xong rồi thức hay là sao đây? Trời, ngủ xong rồi thức. Nằm thức. Rồi ai nói khác không? Có ai nói gì khác không? Ai nhãn, ai nhỉ? Nhỉ đi. Năm đôi thức, đúng hơn, chính xác là đúng như vậy. Dùng chữ năm đôi thức mới kêu là ngủ xong thức ha. Khi mình nói năm thức không là thiếu, là nó mới có năm thôi. Ngủ xong rồi xong thức mà. Mình ngủ xong rồi thức mà. Năm đôi thức. Tại sao năm đôi thức này mà nó biết duy nhất chỉ có cảnh hiện tại? Theo quý vị tại sao? Tại sao năm cái đôi thức này nó biết duy nhất có cảnh hiện tại? Cảnh sát. Rồi đúng như vậy. Bây giờ ngủ xong thức này là giờ mình lấy ra một một đôi thức đấy sao? Tức là thí dụ như là cảnh sắc sanh khởi thì nhãn thức biết được cảnh sắc, đúng không? Nhãn thức bắt cảnh sắc ngay trong cái tích tắc nó sanh khởi như vậy, thì nhãn thức sanh lên bắt được cảnh sắc ngay trong thời hiện tại. Cho nên như vậy biết nhất định về cảnh hiện tại là năm cái song thức này, là nhãn thức thì nó bắt cảnh sắc trong thời hiện tại, nhĩ thức bắt cảnh thân trong hiện tại, tỷ thức bắt cảnh khí trong thời hiện tại, thiệt thức bắt cảnh vị trong thời hiện tại, và thân thức bắt cảnh xúc trong thời hiện tại. Cho nên chính vì lý do đó ngũ song thức duy nhất biết cảnh hiện tại, ngoài ra nó không biết những cảnh khác. Nó không biết cảnh mà quá khứ hay vị lai, nó chỉ biết ngay lúc đó thôi, nó sanh lên nó bắt liền và nó diệt mất. À, thì như vậy ngủ xong thức biết cảnh hiện tại một cách nhất định. Đó là lý do như vậy ha. Rồi ba ý giới là gì quý vị ơi? Kháng ngũ môn hai tiếp thâu, xa thú kháng ngũ môn hai tiếp sâu. Rồi, kháng ngũ môn hai tiếp thâu này tại sao mà nó biết cảnh hiện tại? À, vấn đề này chúng ta thấy không? Mình phải biết rõ ràng trong vấn đề này. Tức là khi mà có cảnh ngũ nó đến, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc gì đó, một trong năm cảnh nó đến. Ví dụ như cảnh sắc đi, nó đến, nó đi vào là cái khu vực của con mắt, à, thì khi nó chạm vào khu vực mắt, nó tác động vào, nó truyền tín hiệu và nó xúc chạm vào trong vòng tâm thức, à, thì lúc đó cái hộ kiếp rung động, hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp dứt dòng, kháng ngũ môn nó mới sanh lên, à, thì kháng ngũ môn sanh lên này hướng về cái cảnh đó, tức là cảnh sắc nó vừa vô thì kháng ngũ môn sanh lên nó hướng về cảnh sắc đó, thì như vậy kháng ngũ môn biết cảnh sắc ngay trong lúc nó vừa tới. Và trong cái thời kỳ đó được gọi là thời hiện tại, à, là kháng ngũ môn, à, rồi sau đó là nhãn thức sanh lên, rồi tiếp theo là tiếp thâu sanh lên, thì tiếp thâu nó cũng bắt cảnh sắc ngay trong thời hiện tại đó luôn. Thì cho nên vì lý do đó ba cái ý giới này, kháng ngũ môn hai tiếp thâu bắt cảnh đang sanh khởi, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đang sanh khởi ngay trong thời hiện tại. Thì như vậy biết nhất định cảnh hiện tại, chúng ta có được 13 tâm là ngũ song thức và ba ý giới. Biết cảnh sắc hiện tại theo tính theo lộ ngũ môn. À, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc theo lộ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân môn. À, như vậy biết nhất định cảnh hiện tại chúng ta có được là như vậy 13 tâm. Rồi, à, thấy không? Quá rõ ràng chính xác để chúng ta nắm được vấn đề không? Bây giờ nắm được chưa? Alo. Rồi, à, đâu có gì khó không? Rồi, hôm qua giờ tới biết không nhất định. Biết không nhất định, tức là giờ biết cảnh hiện tại nhưng mà không có nhất định. À, tức là biết không nhất định, có 43 tâm.
Ít công ít đến có bốn mươi ba tâm. Chờ chút xíu. Rồi, đó rồi ha. Ok. Rồi, bây giờ biết không nhất định, người ta cũng cho mình biết là có 43 tâm, là 10, là 41 tâm dục giới. 41 tâm dục giới. Trừ ngũ song thức và ba ý giới ra. 41 tâm dục giới trừ ngũ song thức và ba ý giới cộng 2 tâm thông. Rồi, đúng không? Thì như vậy, ở đây biết cảnh hiện tại thuộc về dục giới thì chúng ta có 43 tâm. Biết là 41 tâm dục giới trừ ngũ song thức và bảy giới, bởi vì mà ngũ song thức bảy giới mình mới vừa nói là nó biết cảnh hiện tại nhất định ha. Ở đây là biết không nhất định. Thì 41 tâm dục giới nó biết luôn cả hiện tại, nó biết cả quá khứ và nó biết cả vị lai. Cho nên chính vì như vậy nó biết cả ba thời, nó không có định là phải biết cảnh hiện tại không, mà nó biết luôn cả quá khứ, nhớ về quá khứ, nghĩ về tương lai, nó phải biết đủ thứ chuyện hơn ha. Đó là vấn đề như vậy, là biết cả ba thời. Rồi hai cái tâm thông cũng vậy, hai tâm thông ở đây á, chủ yếu là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông và ta tâm thông, là ba cái thông này. Và là thiên nhãn thông là thấy được cái cảnh, là cảnh xa gỡ nào xa, vi tế nào, thì nhãn thông thấy được ngay trong hiện tại luôn, và nó biết được những cái cảnh mà đặc biệt khác thù thắng khác hơn ha, biết được cả những cái chuyện mà tương lai về sau như thế nào ha. Hoặc là thiên nhĩ thông hoặc là tha tâm thông, thì như vậy hai cái tâm thông này nó biết nhiều thứ nhiều loại, cho nên được gọi là biết cảnh hiện tại không có nhất định, nó biết cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Như vậy hai cái tâm thông này được xếp vô trong 43 tâm biết cảnh không nhất định, là 41 tâm dục giới cộng 2 tâm thông, bởi vì biết cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Rồi như vậy là cảnh hiện tại chúng ta có được là 13 tâm biết cảnh hiện tại nhất định và 43 tâm không nhất định. Đó là cái vấn đề như vậy ha. Tổng cộng là mình có là 13 43 là 56 tâm. Có 56 tâm biết cảnh hiện tại, 13 nhất định và 43 không nhất định. Đó là số 16 là cảnh hiện tại là chúng ta đã được thông qua ha. Mình học được mấy kia từ từ, mình đi qua mấy cái này thì nó giống giống nhau ha. Giống giống là mình dễ biết ha, mình đọc mình biết liền ha. Rồi số 17 là cảnh vị lai. Cảnh vị lai. Anagata Ramana, cảnh vị lai. Anagata Ramana. Chi pháp, tâm, tâm sở, sắc, sẽ sanh. Tâm, tâm sở, sắc, sẽ sanh.
tâm tâm sở sắc thế sanh. Tức là ở đây nói cái cảnh vị lai này á, tức là nói đến một cái cảnh mà nó chưa có, nó chưa có sanh ra, nó chưa có hiện hữu, nó sẽ sanh thôi, và nó thuộc về thì tương lai ha, tức là nó sẽ sanh. Và tâm và tâm sở sắc pháp thì nó sẽ sanh trong tương lai, nó là cảnh mà chưa có, chưa hiện hữu. À, thì như vậy biết nhất định là không có. À, biết nhất định là không có, bởi vì nó chưa có mà làm sao có biết nhất định được. Là biết nhất định thì không có, biết nhất định hai chấm là không có. Rồi, biết không nhất định có 43 tâm. Biết nhất không nhất định có 43 tâm. Bốn mươi mốt tâm dục giới cộng hai tâm thông, cũng giống như mấy cái kia ha. 41 tâm dục giới cộng hai tâm thông. Bởi vì 41 tâm dục giới thì nó biết cảnh quá khứ, nó biết cảnh vị lai, nó biết cảnh hiện tại. À, nó biết nhiều thứ, nhiều loại ha. Nó biết cảnh vị lai, như chẳng hạn như giờ mình ngồi mình làm một cái việc gì đó, một việc chẳng hạn như mình làm việc thiện, ví dụ mình bố thí, mình làm việc phước thiện, cái mình ngồi mình nghĩ, mình tưởng tới mình nghĩ tới một cảnh giới mình sẽ được sanh về tốt đẹp như chư thiên, mình tưởng tượng về cõi trời đau lợi, là mình nghĩ, mình tưởng một cảnh tương lai mà cảnh nó chưa có, chưa sanh ra. À, hoặc là mình nghĩ đến những cái phương án, rồi những về pháp bất thiện chẳng hạn, như là mình nghĩ đến những cái chuyện mà mình sẽ làm những việc xấu, việc ác trong tương lai, hoặc là chẳng hạn như mình muốn hại ai, mình suy nghĩ đến những phương cách để mình trả thù, thì những cái chuyện nó chưa có xảy ra mà cái tâm mình nó diễn ra trước cái cảnh đó. À, cho nên như vậy gọi là 41 tâm dục giới này nó biết những cái cảnh, nó có thể suy diễn ra những cái cảnh mà chưa xảy ra, chưa có thành tựu, chưa có hiện hữu. Thì như vậy 41 tâm dục giới này biết cảnh vị lai không có nhất định. À, có lúc thì biết vị lai, có lúc thì nó biết hiện tại, có lúc nó biết quá khứ. Thì như vậy 41 tâm dục giới này được biết là không nhất định. Rồi hai tâm thông, thì hai tâm thông đây là chúng ta chủ yếu là những cái loại tâm mà biết về cái dùng cái trí của tâm thông, người ta biết về cái tương lai, biết được những cái vấn đề mà sẽ xảy ra trong tương lai như thế nào do nhờ hai tâm thông. Chẳng hạn như những vị Phật chánh đẳng chánh giác, người ta có thể nhìn người này, người ta biết được tương lai người đó sẽ thành một cái gì, tương lai người đó sẽ ra sao. Chẳng hạn nhìn vị đó biết là tương lai sẽ thành một vị là chánh đẳng chánh giác, hoặc là tương lai thành một vị thượng thủ tinh văn, hay là tương lai vị đó sẽ thành một vị đệ tử cao siêu, hoặc là tương lai vị đó sẽ bị đọa xứ địa ngục v.v. Thì những cái đó là do hai tâm thông này dùng trí tuệ của thắng trí là người ta biết được tương lai sẽ xảy ra như thế nào. Đó là cái vấn đề mà chúng ta biết là biết không nhất định chúng ta có được 43 tâm, là 41 tâm dục giới và hai tâm thông, là ý nghĩa nói như vậy. Nhưng mà nhất định thì nó không có. Thì như vậy chúng ta chỉ có được 43 tâm biết cảnh vị lai. Cho nên đó là cái vấn đề mà chúng ta được học biết trong vị pháp trình bày cho chúng ta chi tiết như vậy. Thì như vậy đến đây là chúng ta đã học xong được cái gì đó, quá khứ, cảnh hiện tại, vị lai. Học đủ 3 thời ha. Quá khứ, hiện tại, vị lai 15, 16, 17 đúng không quý vị? Đúng không? Rồi ok, thì như vậy hôm nay mình biết được những cái đối tượng mà thuộc về quá khứ, thì tâm mình nó vẫn có thể biết được là những loại tâm nào nó có thể biết được về quá khứ, loại tâm nào nó biết được hiện tại, và loại tâm nào biết được trong cái tương lai. Đó là những cái pháp mình từ xưa chúng ta chưa, nếu không học vi pháp thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mường tượng được những vấn đề này. Nhưng mà khi mình học vô rồi mình thấy thì nó đâu nó ra đó đàng hoàng, có những cái cách rất là mạch lạc, rất rất là rõ ràng cho chúng ta hiểu được vấn đề. Đó là hôm nay là chúng ta được học đầy đủ 3 thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Rồi lần sau là chúng ta sẽ nghỉ, lần sau là quý vị ốp đi chùa Khánh Thành vậy đó ha,
Nhưng mà bạn nghĩ khi nào về muốn học lại thì thông báo cho biết trước nha. Rồi, do phước báo học vi pháp hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chân trí đồng điệu nhau cả thể. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sa Dạ. Rồi, xin nhường mic lại cho MC. Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sa Dạ. Dạ, sa thú, dạ con xin thay mặt đạo tràng. À, kính tri ân thầy kinh rất nhiều ạ. À. Thầy đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. À, dạ con không biết là đạo tràng có câu hỏi không ạ? À? Có câu hỏi về bài học hôm nay không? Dạ. Nếu mà có thì có thể đặt câu hỏi với thầy ạ. À. Dạ nếu mà không có câu hỏi thì Nguyên Trang sẽ thỉnh sư Nguyên Thông chúc phúc ạ. À. Chắc không có câu hỏi rồi. Dạ, sau đây con kính thỉnh sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau nghi thính pháp ạ. À. Dạ, con kính giao mic lại cho sư ạ. Và bà thú sa bà măng gà lăng. Có nghe không thưa sư chư vị, có nghe không? Sao không thấy tôi cầm mic mà cái microphone đã nổi lên. Ok. Và bà thú sa bà măng gà lăng ra thăng thú sa bà đê bà ta sa bà bùa đà nụ phá vê nà sa đà sô thi phà văn tu tê phà bà thú sa bà măng gà lăng. Rát khăn tu sáp bà đê bà ta sáp bà đàm mà nụ phá bê nha sá đa sô thi phá văn tu tê phá bà tu sáp bà măng gà răng. Rát khăn tu sáp bà đê bà ta sáp bà sáng khá nụ phá bê nha sá đa sô thi phá văn tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư Tăng. Các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ con không thấy con cầm mic, nhưng mà cái microphone thì thấy nó xanh lên cho nên hỏi rồi thì thấy rằng nghe được. Xin cảm ơn chư vị. Dạ con xin trao mic lại cho ông. Sa thụ lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ hồi nãy chúng con nghe sư rất là rõ ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Dạ đề hoa ta san quy ti ha ra hoa si ni thu bê ka re po thi ka re ta hên ta hên. Ta tham ma da ne na pha văn tu pu chi ta so tinh ka ro te tha vi ha ra man da le. Thế ra cha mắt cha na wa ka cha phít ka wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka. Ga ma cha de sa ni ga ma cha it sa ra sam ba na phu ta su ki ta pha văn tu te. Cha la pu cha ye pi cha an da sam pa wa san se da cha ta a tha wu pa pa ti ka. Ni ya ni kam tham ma wa rang pa tit cha te sam be pi duk kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha buk ka la. Sang ko ho tu sam mak ko at tha ya cha hit. Ta ya cha am he rak khat kha tu sak tham mô. Sam be bi tham ma cha ri no hu thin sam ba pu ne ya ma tham ma ri bap. By way ti te. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào,
nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hoàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng tham gia buổi dạy của thầy kinh ngày hôm nay, và kính tri ân thầy kinh đã dành thời gian quý báu của mình và đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Và kính cảm ơn quý cô chú đạo hữu đã đến tham gia thời pháp ngày hôm nay, và con kính mời quý cô chú trở lại vào ngày thứ hai và thứ bảy chủ nhật là mình sẽ nghỉ giải lao, nghỉ tu ạ. Và kính mời mọi người trở lại vào thứ hai là giờ của sư Pháp Thanh. Dạ, con kính mời đạo tràng. Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta 37 phẩm trợ đạo. Dạ, Nam Mô Buddha Giá, Nam Mô Thamma Giá, Nam Mô Sangha Giá. Dạ, con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Dạ, con kính tạm biệt đạo tràng. Chúc đạo tràng có một đêm ngon ạ. Dạ, con bye bye ạ.